Nếu bạn bị cá voi nuốt chửng thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu như bạn bị cá voi nuốt chửng? Điều đầu tiên bạn phải lo lắng là bị hàm răng khổng lồ của cá voi xé thành từng mảnh. Những chiếc răng này to bằng con dao của các đầu bếp vậy. Nếu bạn may mắn sống sót khỏi bộ nhá tử thần thì cơ thể bạn sẽ bắt đầu rơi xuống cổ họng của cá voi. Tại đây bạn sẽ được trải nghiệm mùi vị kinh tởm và cảm nhận axit chlorhydric từng chút một ăn mòn làn da. Tiếp theo bạn sẽ tiếp tục trượt vào dạ dày đầu tiên và cũng là cái lớn nhất trong số 4 dạ dày của cá voi. Bạn cũng có thể bắt gặp một số con mực phát quang sinh học ở đây. Và tốt hơn hết là bạn nên thưởng thức màn trình diễn ánh sáng ngắn ngủi này, bởi vì trước khi kịp ý thức được thì bạn sẽ bị quăng từ dạ dày này sang dạ dày khác, trong khi cơ thể dần dần phân hủy do tác động của axit trong những chiếc túi lớn này. Bạn sẽ chỉ còn lại là một đống xương và sau đó bị cá voi ị ra bên ngoài. Vậy có bao giờ bạn thắc mắc về điều đó hay không?